Ngày 8 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an Quận 8, Công an huyện Bình Chánh, Công an huyện Nhà Bè và Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an Thành phố Hà Nội triệt phá thành công nhóm chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Danh tính các nghi phạm gồm Hoàng Trọng Đức, sinh năm 2001, Đỗ Hồng Quân, sinh năm 2003, Phùng Quang Huy, sinh năm 1997, Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1994, Nguyễn Văn Long, sinh năm 1995, cùng ngụ thành phố Hà Nội, Trịnh Duy Anh, sinh năm 1994, ngụ tỉnh Nam Định và Cù Việt Cường, sinh năm 1989, ngụ tỉnh Phú Thọ. Bước đầu các nghi phạm khai khoảng tháng 3, Đức từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh tụ tập đàn em để tổ chức hoạt động tín dụng đen với lãi suất 360% một năm. Đức chỉ đạo đàn em gồm Huy, Long, Quân yêu cầu người vay cung cấp chỗ ở hiện tại, số điện thoại, tài khoản Facebook, Zalo, giấy tờ tùy thân và chụp ảnh, quay clip khỏa thân của người vay. Đức cho vay tiền góp với lãi suất khoảng 1% một ngày và cho vay tiền đứng với lãi suất khoảng 30% một tháng. Nhóm bắt người vay phải đóng các loại phí dịch vụ 5% đến 10% trên số tiền vay và thu trước 2 ngày tiền góp với điều kiện người vay phải thế chấp bằng ảnh khỏa thân. Khi khách chưa đóng hoặc trốn không trả nợ, thì nhóm nhắn tin chửi bới và đăng tải hình ảnh khỏa thân của người vay lên mạng xã hội, gửi cho bạn bè người thân của họ để uy hiếp tinh thần, đe dọa người vay.